quay phim. Quay phim. Quay phim đăng mạng. Đăng lên mạng. Đăng lên mạng, đăng qua nước ngoài á. Rồi chơi kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo đi. Quay càng nhiều về mới xử lý được chứ. Nhưng mà đợi làm gì? Đăng lên mạng. Đăng lên mạng làm gì? Đăng lên mạng chứ giờ bán đó. Có tiền. Cái gì đó? Bán video mà. Bán gì? Bán video. Đợi làm gì? Thì quay giống như giới thiệu đó. Quay giới thiệu món ăn Việt Nam á, món ăn đường phố á. Nhưng mà bác đừng cho anh em lên mạng. Nước ngoài nó coi mà chứ đâu phải Việt Nam coi mà lo. Rồi anh em lên mạng công an nó bắt đi. Đâu có công an Việt Nam. Hả? Cái này là ấy mà. Cái này cho nước ngoài. Cho anh em lên mạng là bọn công an gì đến cái mạng nó bắt đi. Bắt sao bắt, thằng nào dám bắt em xuống đây mà. Thằng nào dám bắt. Yeah.
về xử lý liền, nhưng mà cái này để là tên tiếng Anh chứ không phải tên Việt Nam. Còn tên Việt Nam thì em vào xem. Phải tiếng Anh rồi. Anh để tiếng Anh phải không? À. Đừng để tiếng Việt Nam nhé, nhà nó vào nó xem cái mặt em, nó vào nó bắt. Không biết em bán mía ở đây mà quay. Nhà ngay đây mà. Canh khi nào mà đông đông nhiều mía này mới ra quay. Cây nào anh ơi? Hai cây hả anh? Ba cây đi em lấy 5 chuồng. Lấy thêm cây nữa có 15 nghìn. Đừng cho hình em lên mạng nhá. Anh ạ. Anh ạ. Được qua. Em nói thật đấy, đừng cho hình em lên mạng nhá. Anh nhớ chưa? À. Hãng công an nó bắt em đấy. Bắt nó chả biết đây là đâu đâu mà bắt. Lên mạng nó dò, nó tìm, nó hỏi chứ. Dò tìm hỏi gì? Quay này lên mạng để bán hết tiền á. Ừ. Có người mua. Giới thiệu về tức. Vâng. Quay đủ chưa?